mọi người. Năm mới phát tài, làm ăn phát đạt, mạnh khỏe là được rồi. Rồi, rất là vui, xin cảm ơn chú. Oh wow, mới đầu năm mà sale ớt quá chừng luôn cô chú anh chị. Nguyên một cái dàn thuốc bổ từ ngoài cửa. Nguyên dàn thuốc bổ từ ngoài cửa mới vô cho tới tận cùng cái giải này luôn. Sale ớt hết trơn luôn. Turmeric nghệ 31.99, ớt 6 đồng còn 25.99. Vitamin D3 50mg 10 đồng 99, ớt 3 đồng còn 7 đồng 99. Vitamin C 14.99, ớt 3 đồng còn 11.99. Wow, bữa Anna mua cho bà chị bạn giá 14.99, không có ớt. Rồi Cedo Gummy 13.99, ớt 3 đồng còn 19.99. Cái dạng này dạng gummy nha. Dạng này dạng nhai. Còn dạng này là dạng viên uống. Viên uống, viên bự nè, 500 viên nè. Còn cái này viên nhai 250 viên mà hai chai, một cặp hai chai. Anna làm Anna bỏ ở đâu cái receipt để mua vitamin C lần rồi rồi. Cho nên Anna không có đổi được. Ado Gummy C. Rồi chúng ta có Ado Vitamin. Vitamin tổng hợp cho người lớn cũng ớt luôn, 11.49, ớt 2.50. Omeprazole thuốc bao tử. 11.99, ớt 3 đồng còn 8.99. Probiotic men vi sinh 17.59, ớt 4 đồng còn 13.59. Cái dạng này cũng một dạng men vi sinh mà cái dạng này rất là tốt. Dạng này là doctor recommend là number 1 for daily use. Nhà Anna thỉnh thoảng cũng mua cái đó để bổ sung. 27.99, ớt 7 đồng còn 20.99. Bên đây nữa probiotic luôn. Cũng dạng men vi sinh luôn. 26.99, ớt 6 đồng còn 20.99. Rồi, biotin. Biotin tốt cho tóc, cho da, cho móng, cho phụ nữ. 15.49, ớt 4 đồng còn 11.49. Rồi, qua đây là cho kids. Vitamin C cho kids. Gummy. Qua đây là gummy for kids. Tổng hợp để nhai. Chai tổng hợp để nhai 16.99, ớt 4 đồng còn 12.99. Còn cái này là Q10 liquid. Cái này là cái dạng gì đây? Thuốc trợ tim hả? Không, cái dạng này vitamin. Vitamin dầu cá nè. Cái dạng Q10 này là tốt cho tim mạch. Thuốc bổ dành cho tim mạch. 36.99, ớt tới 8 đồng còn 28.99. Nghệ ốp hết luôn. Mỗi chai nghệ ốp 10 đồng. Mỗi chai nghệ ốp được 10 đồng. Cái loại này là 29 đồng. Sau khi ốp 10 đồng rồi đó, giá gốc là 39.99. 1500mg được bao nhiêu? 90 viên thôi. Uống 1 ngày 1 viên. Bên đây cũng vậy. Bên đây cái dạng nghệ này 36.99, ớt 10 đồng còn 26.99. Wow, bà con vô đây. Wow, collagen này ớt cũng quá nhiều luôn nè. Collagen hôm rồi Anna nói cái dạng nước mà pha vô nước uống á, cái dạng mấy cái ống nhỏ nhỏ có nước á, pha vô nước uống á. Trời ơi, 19.99, ớt 4 đồng còn 15.99. Chị này chỉ lấy đầy xe luôn nè. Chắc gửi về cho người nhà. Một giải ở đây luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời, hôm nay tất cả các loại thuốc bổ, vitamin, thực phẩm chức năng là đều sale off hết luôn. Wow, sale off đầu năm nha. Mua lấy hên cô chú anh chị. Melatonin để dành cho hỗ trợ giấc ngủ. Melatonin hỗ trợ giấc ngủ. Ok, quá. Bữa nay off quá trời luôn rồi. Melatonin 11.99, ớt 4 đồng còn 7.99. Melatonin nha, hỗ trợ giấc ngủ. Wow.
nguyên một cái dãy thuốc bổ, thực phẩm chức năng từ ngoài cửa đi vào. Trên 20 sản phẩm đang sale up ngày hôm nay. Sale up đầu năm cô chú anh chị. Mọi người ơi, nhanh tay lên mua sản phẩm sale up đầu năm để làm quà cho người thân nè. Bổ não 22 đồng 99, ốp 5 đồng còn 17.99. Ok, ok. Nutrition program, bổ não được 180 viên. Rồi bên đây Q10. Cái Q10 này là cái gì mà Anna không có hiểu, nhưng mà họ để là bổ cho tim mạch. Giữ thuốc bổ cho sức khỏe tim mạch được 140 viên. 37.99, ốp 8 đồng còn 29.99. Ai mà có phòng khách khá lớn để cái tivi, cái bộ sofa này vô đẹp lắm. Đây nữa nè, bên đây nó bằng da bóng, bên đây là một loại da, còn bên đây là cũng cái góc, cái này bằng vải, màu đẹp quá. Màu này nó thường nó sạch mà nó sang nữa. Cái này cái dạng lò sưởi nè. Lò sưởi xài ga, ở trên mình để luôn cái tivi được nè, nó không có nóng. Lò sưởi giả mà ở đây nó ra hơi ấm dễ sợ luôn á. Mấy cái cánh cửa quạt qua quạt lại nè, cho nó đẩy hơi ấm qua trái rồi qua phải nè, rất là hiện đại nha. Giá của nó hiện thời là 599 đồng 99 sen cho một cái set này. Cái gì mà thi nhau lấy dữ vậy mấy chú ơi. 18 đồng 99 bô set with lid. Mấy cái tô mà có luôn nắp nhựa để ăn cơm, để đựng đồ ăn nè. Sao rẻ lắm sao chú, mạnh chú nào lấy đem vô xe quá trời vậy nè. 6 cái mà có luôn nắp 18 đồng 99 nguyên set 6 cái. Wow, it's beautiful. Đẹp quá. Trời ơi, vô đây cái gì cũng muốn mua hết trơn á, bởi vậy. Trời ơi, coi hai cái chú này nè. Mạnh chú này nào nấy chất lên xe, đầy xe hết rồi. Vui quá hả? Trời ơi. Chắc mấy ổng mở nhà hàng hay gì đây? Mấy ổng mở nhà hàng hay vừa mấy ổng lấy quá trời quá đất. Lan lại tủ vàng. Lan lại tủ nữ trang coi có gì sale không? Không thấy đồ sale. 199 đồng, ốp 70 đồng còn 129. Đây là một cái đôi bông. Đôi bông 14 vàng Ý. Đôi bông 14 vàng Ý. Chắc ở đây quá. Ở đây quá. 199, ốp 70 còn 129. Mà chắc nó kiểu này quá. Chỉ có món này đang sale. Apple Watch hôm nay sold out rất là nhiều nha cô chú anh chị. 239 cũng sold out, 269 cũng out of stock, 389 cũng out of stock, sold out hết luôn. Cái này 779 cũng sold out luôn. Cái này iPhone 14 1169 cũng sold out luôn. Hết hàng, cháy hàng. 1269 cháy hàng. Tất cả các cái này gọi gì? Case, mấy cái case cũng cháy hàng hết luôn. Apple AirPods 119.19 cháy hàng, bán rất là đắt nha. Đầu năm mọi người đi mua sắm rất là nhiều ha. Thuốc bổ vitamin cũng đang sale, sản phẩm điện tử cũng sale nhưng mà không còn hàng để bán. Anna đi dạo một vòng cái khu điện tử, mấy cái tivi hôm rồi qua. Wow, cái LG này đẹp quá ha. Coi kỹ thuật họ sắp xếp nè, nhìn giống như là mình đang đứng ở trước cái cảnh này, cái cảnh thật luôn á, giống như mình đang đứng trước cái cảnh thật luôn á. Hay thật chứ. 2299, 85 inch hôm rồi nè. Ồ, vậy là họ lên giá trở lại. Ồ, đây nữa nè, 65 inch hôm rồi mình mua nè, 699, bây giờ họ bán 849 rồi nè. Đó, 65 Sony Bravia 65 inch đây.
Wow, vậy là mình sale được 699, mình sale được 150 đồng. Cách nhau có mấy ngày mà mình sale được 150 đồng. Hôm rồi mua 699, giờ họ lên giá 849. Wow, mấy cái drawer, cái hộp tủ này, mấy cái phòng ngủ lớn lớn quá trời cao. 1, 2, 3, 4, được 5 hộp, giá 699 đồng, 99 sen, sản phẩm mới. Cái này sản phẩm mới đầu năm nè. Wow, hôm nay Anna trở lại, Anna thấy Costco có nhiều sản phẩm nội thất quá chứ. Cái này ở phòng khách mà rộng rộng nè. Đó, 100 đồng cây đèn này rất là đẹp luôn. Rất là vớ được 5 đôi. Vớ này mang rất là êm chân nha. Êm chân mà ấm luôn á, 5 đôi. 11.49 ốp 3 đồng còn 8.49. Vớ này mang ta cao tới gần tới cái đầu gối luôn á. Rất là đẹp. Mịn lắm luôn. Sản phẩm ở Costco á, chất liệu nó tốt hơn chợ Sam rất là nhiều. Máy hút bụi phải không ta? 90. Cái này là cái gì? Máy hút bụi. Máy hút bụi. Mà sao có ơi, 2-3 đầu gì ở dưới đây. Ở dưới đây là hút ở trên sàn nhà, còn ở trên đây. Rồi cái tay cầm của nó nè, thấy gồ ghề không? Tay cầm của cái máy này hơi gồ ghề á. Wow, 649, ốp 150 còn 499. Wow, cái máy gì mà nhiều tiền quá. Ô, cầm nhẹ lắm nghe cô chú anh chị. Cầm cái máy rất là nhẹ. Chắc kỹ thuật mới á. Mình chải đánh răng mà Orobi mà cái thuộc dạng mình xài bằng điện á. Mấy cái đầu bằng chải nè, đánh lâu ngày nó mòn á, mình thay cái đầu khác. Ở đây có được 9 cái. 9 cái 49 đồng, ốp 10 đồng còn 39 đồng. Ơi. Ai mà thích đánh răng bằng điện á thì mua. Mua rồi mình mua nguyên set này về để mình thay từ từ. Cứ xài mòn một cái thì thay cái khác, mòn cái này thay cái khác. Cục lọc của máy lọc nước luôn. Máy lọc nước 44.99, ốp 10 đồng còn 34.99. Đây là cái dạng cục lọc filter của máy lọc nước.